Rồi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi, em có một mớ đồ bếp bán cho anh em ha. Cái này tầm cỡ 3 kg hơn ha. Đó. Rồi, mớ này bán giá cho anh em là 300 ngàn ha. Anh em nào chuyển khoản thì cộng cho em 20 ngàn phí vận chuyển giùm em. Đó, do cái này nó hơi nặng anh em. Đồ khá là nhiều ha. Mùa giá nè. Đóng giá nè. Đóng giá nè, dao cắt tóc luôn, kéo cắt tóc nè, muỗng đĩa nè ha, đó, rất là nhiều đây ha. Rồi, bán cho anh em là 300 ngàn, anh em nào chuyển khoản thì chuyển cho em 320 ha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Đó, có lưu dao 10 kg nữa nè. Rồi, em xin kết thúc clip nha.